Ok, chào mọi người, lại là mình đây, mình là Zio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trận chiến giữa Sasuke và Naruto trong tựa game Jump Force. Để xem là mình có thể win được Naruto hay không nha. Mình chọn đối thủ là Naruto tại vì nó có một chiêu rất là mạnh. Nó có thể triệu hồi củ vĩ, bom vĩ thú này nọ rất là xịn. Mình sẽ thử thách bản thân luôn. Mình thì cũng mới bắt đầu chơi thôi các bạn à. Rồi, cái gì vậy? Chưa gì là lẫm rồi. Hỏa động, né hậu. Hỏa động để câu thời gian, sau đó mình sẽ ui bơm vĩ thú kìa. Mình sẽ gồng chakra lên và sau đó mình sẽ sử dụng Chidori để mà mình cấu máu. Ui dồi, bơm vĩ thú nó không cho mình tiếp cận luôn các bạn à. Rồi thôi xong rồi, cái gì vậy? Phân thân chi thực luôn. Thôi xong nè, Chidori né hộ đi. Rồi, mình sẽ triệu hồi thêm Susanoo nữa. Và đây là quả Chidori Susanoo Takemi Kazuchi. Ui, né hộ. Nhưng mà cái chiêu này vẫn còn yếu lắm nha. Mình sẽ bật Amaratasu. Ôi, nè, nó chịu hồi gara ra rồi. Mình không nên lại gần lắm. Ôi, ấy da, chưa đủ khoảng cách lắm các bạn ạ. Rồi, thôi xong. Chịu hồi nhất vĩ luôn rồi. Không né được chiêu này rồi. Rồi, quen tài cát luôn. Oh my god, cái chiêu này là cái chiêu mạnh nhất của gara các bạn ạ. Trời ơi, may quá mình chưa chết. Rồi, ok nha, ngáo nè. Chạy đi, ở đó mà chạy đi. Chạy đi. Ôi nó lấy Boruto ra rồi kìa. Nhưng mà mình sắp hết chắc ra rồi. Ồ hết máu luôn rồi. Ây da căng quá. Rồi ván đầu mình tha nó đó các bạn à. Ván 2 này mình mới lụm nè. Mình mới thực sự dùng ulti nè. Ây da. Rồi Amaratasu. Ý cái này chiêu này chỉ để cống máu thôi à. Đây nè chạy hậu. Trời ơi không dính kìa. Ủa nó né ghê vậy. Ôi đúng né ghê luôn á. Susanoo lên bảo vệ mới được, ghê quá. Có Susanoo bảo vệ là khỏi bàn. Hạn chế rồi luôn. Ăn đạp luôn các bạn à. Ôi hỏa độn nè. Hỏa độn không né được. Ây da. Rồi, lại ăn đấm nữa rồi. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái chiêu Chidori. Ôi ôi, ăn Rasengan ngược lại luôn à. Ây da. Cái chiêu Chidori đó thì mình phải lại gần mới được các bạn à. Đây, chạy hộ đi. Rồi, tiếp tục chịu hồi Susanoo ra thôi. Ôi, Susanoo nó ngầu kìa. Ngầu miễn bàn. Ồ, nhưng mà vẫn chưa đủ đam các bạn à. Phải rộng thêm một cái nữa. Rồi, thôi xong rồi, quan tài cát luôn rồi. Né được không đây? Né kịp thì win. Rồi, không né kịp. Ui dồi ôi. Quá kinh khủng các bạn à. Trời ơi. Quá kinh khủng. Mình mới chơi á, thành ra cũng chưa có quen nút lắm. Rồi không sao, thử lại được. Ok, vô đánh luôn nha. Lần này mình sẽ không nhường nữa nha. Mãi nhường thôi. Đây giờ mới đánh thật nè. Hỏa độn nè. Chạy đi, chạy hộ đi. Dịch chuyển, Arabatasu. Ây da, dùng chiêu đó mình bị đau mắt quá các bạn à. Dồn hết công lực của Sharingan của mình nhé. Chạy đi, né đi. Ui né rồi à. Ê, nó bắt đầu dùng chú rồi kìa. Hỏa độn. Này quá. Lại gần hậu. Pha nãy mình giữ thôi. Giờ mới đánh thiệt nè. Ơi nó hóa. Rồi nó hóa lục đạo luôn rồi. Cái gì vậy? Trời ơi. Công sức ngồi đánh nãy giờ. Aramatasu thôi. Cái đó để câu máu. Câu máu rất là ngon. Hỏa độn. Ui bơm vị thú nó xuyên hỏa độn của mình luôn kìa. Chidori nè. Ồ chiêu Chidori này khoảng cách phải gần mới được các bạn à. Khá là khó chịu. Rồi né hộ đi bạn ơi. Rồi chạy hộ đi. Trời ơi. Ê, rồi thôi xong ăn Rasengan vào mặt luôn. Rồi thôi xong. Cái gì vậy? Combo luôn à. Combo bơm vị thú luôn rồi. Rasengan cộng bơm vị thú luôn. Ôi may quá. Rồi luôn. Không né được. Chiêu này diện tích rộng quá. Lại gần đây rồi biết. Rồi Chidori nè bạn. Chịu hồi Susanoo luôn. Rồi hay quá. Ôi nó đưa gara ra đỏ kìa. Susanoo Chidori. Ui còn một máu kìa hơn vậy. Thì một phát nữa nha. Một phát nữa hạ cục kích liễu luôn nha. Ây da. Né. Né mới được các bạn ơi. Ôi không né là ngáo. Quan tài cán là ngáo đấy. Hậu độn. Ô hỏa độn. Yes. Một viên một đi luôn à. Rồi rao 2. Cô mới vô không biết dùng được Chidori không nữa nè. Không được rồi. Phải đánh thường thôi. Ok đánh cấu máu một cái. Hỏa độn quả cầu lửa. Ê rồi thôi xong né. Rồi không né được. Trời ơi Boruto đánh nhanh vậy. Rồi ăn ngay cơ bộ của Boruto luôn à. Sợ thực sự. Ây da. Hơi đào đấy.
Không sao, Chidori nè. Chidori thường thôi. Chidori. Chạy đi. Đúng rồi, hỏa độn. Vẫn dùng hỏa độn tiếp. Arabatesu. Bây giờ nó né ghê quá vậy. Boruto này đúng nhanh luôn á. Trời ơi. Ê rồi thôi xong. Ờ cái chiêu này đúng đau bụng luôn. Không sao, chiêu này vẫn còn nhẹ đối với mình các bạn à. Tiếp tục hỏa độn thôi. Cho nó biết thế nào là. Thế nào là Chidori này. Chạy hả bạn. Rồi, bắt đầu là triệu hồi Susanoo nè. Bây giờ mình phải chờ chắc ra mới được. Ê ê ê ê ê ê. Chidori. Ha, à, bị bắt bài, bị bắt bài. Xém nương áo rồi. Rồi, chạy đi bạn ơi. Chidori. Kết liễu trong một hit. Triệu hồi Susanoo. Và tạm biệt Boruto. Sao mà chạy nổi. Ôi giời. Xin nha. Ok, thì hồi nãy giờ là mình đánh hai trận là trận đầu nó thắng, trận sau mình thắng đúng không? Là Huề đúng không bạn? Trận này là sẽ lại quyết định nha. Trận này để xem là ai sẽ win nha mọi người. Ok, trận này ai sẽ win đây? Mình sẽ dùng một hỏa độn trước. Ui, nó né hỏa độn của mình kìa. Chidori nè. Né hỏa độn này ăn Chidori thôi. Mình sẽ lấy Kakashi ra các bạn à. Ui, né. Ây da. Rồi thôi xong, ăn Rasengan ngập mồm luôn. Ngáo thực sự. Thằng này mình lấy Kakashi ra mình. Ui, mình đổi bằng Chen rồi. bấm nút cái rõ nhanh ghê. Thằng Chen thì nó có một cái chiêu là bắn rất là hay ha. Chúng ta không cần phải lợi gần luôn các bạn à. À chúng ta chỉ cần ở đây mà chúng ta bắn thôi. Ui, rồi không né kịp. Cay thế nha. Thằng Chen rất là mạnh nha. Thằng Chen chỉ là cái con tướng đi theo nhưng mà hỗ trợ mình thôi các bạn à. À da, rồi nó đánh như con luôn kìa. Đánh nó không thấy đường luôn các bạn à. Rồi bạn xong với mình. Bạn chạy đi. Bắn nè. Rồi. Kamehameha nè. Ui, ăn chiêu này là xong. Rồi. Chạy hậu. Trời ơi, cái chiêu này biết học ở đâu không? Học từ Vegeta các bạn à. Chạy hậu. Rồi ok, thôi bây giờ mình quay lại vấn đề chính của mình là Sasuke đi các bạn ơi. Ôi. Chết rồi. Rồi thôi xong rồi, chưa kịp đổi nhân vật nữa. Thì đổi nhân vật thì chúng ta phải đợi một khoảng thời gian các bạn à, không có đổi liền được. Thấy chưa? Thôi lỡ rồi đánh luôn đi ha. Lỡ rồi lấy trên đánh luôn. Ai, đổi lên nè. Mình tưởng đâu nó giết mình luôn chứ. Arabatasu nè. Mẹ, né, chạy đi hồi máu một cái. Chạy ra đây hồi chắc ra các bạn ơi, thiếu chắc ra quá. Hỏa độn nè. Hào hóa cầu siêu thực. Lại gần đi, bạn lấy gần đi. Hừ. Thấy chưa? Rồi Naruto ra rồi. Lấy Susanoo đánh á. Chạy hộ Kakashi hỗ trợ. Ây da, rồi thôi xong, lại bơm vĩ thú. Né nhanh lên. Né nhanh lên. Hư né được. Ù nhưng mà vẫn bị ăn các bạn ơi. Không nhưng mà đỡ hơn ăn trực diện. Ăn trực diện là ngáo. Rồi ăn trực diện luôn, vừa mới nói. Chạy đi. Ăn Chidori nè bạn. Đỡ với Kakashi hả. Ây da. Cũng ghê phết nha. Ây da. Cũng ghê phết nha. Rồi lại ăn Rasengan. Nó còn có chút xíu máu nữa à. Bây giờ mình bắn thêm một hit nữa là đi đó các bạn. Rồi. Ôi nó thủ cứng quá. Thủ cứng ghê á. Rồi chạy hộ đi. Chiêu này là không thể tránh thoát. Không lối thoát các bạn à. Không lối thoát nha. Rồi kết liễu. Yes. Nói chung là trận chiến giữa Sasuke, Chin, Kakashi đấu với Naruto, Gaara và Boruto giành chiến thắng nha. Mình thắng hai ván. Rồi, nói chung là chủ đạo vẫn là Sasuke thôi. Mấy thằng kia mình chỉ vào mình phụ thôi. Khi nào mà tới những cái ván sau á, ở những video sau á, các bạn muốn mình làm về nhân vật nào, các bạn hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Chiến thắng hoàn toàn. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.